Alo và xin chào tất cả mọi người đến với kênh của mình nhé. Thì mình là Min đây. Thì cũng có nhiều bạn kêu tôi quay game khác tại vì chơi Blackwood hoài cũng chán không? Mà chơi game khác thì tôi lại chả biết chơi game nào, tại vì tôi rất là ít chơi Goblox luôn nên là cũng không có nhiều game để review cho lắm. Thì cũng có nhiều bạn bảo tôi là quay Anime Simulator, cũng có nhiều bạn hỏi tôi là sao anh không quay Anime Simulator nữa. Thì sẵn hôm nay tôi đang rảnh thì tôi làm clip tôi nói về vấn đề đó cho mấy bạn xem luôn. Mặc dù tôi đã mua full Game Pass rồi mà tại sao tôi không chơi này. Tôi mua full Game Pass luôn này mà tại sao tôi không chơi. Lý do rất là đơn giản thôi mấy ông ạ. Tôi lười. Đây là cái ạc của tôi mấy ông, sẵn tôi show ạc cho mấy ông xem luôn. Tôi chơi từ cái lúc mà con MH nó còn hiếm ấy, con Cine MH này nè. Nó còn hiếm là tôi đã chơi ấy, tôi chơi rất là lâu luôn. Mà kiểu nó cho mấy ông nghe nha, tôi không biết là mấy ông treo Siret như nào nha. Tôi treo tầm một tháng, nguyên một tháng luôn, tôi treo chỉ được có hai con Siret thôi. Một tháng đó nha, là mấy ông biết tôi khổ cỡ nào rồi đấy. Con này gì? À con này tôi mua Go Bug. Là mấy ông nghĩ một cái hạt full Game Pass mà tôi chơi 2-3 tháng mà tôi chỉ được có bốn con này nè, bốn con Siret này nè. Mấy ông biết là tôi đần như nào đấy, bây giờ là tôi không muốn chơi luôn ấy. Với cả là bây giờ chơi ấy, muốn chơi cái này tắt chắc chắn là mong phải thuê VPS rồi. Còn không thuê VPS thì mong phải tự treo mái nhà. Còn không thì mong phải treo người ta thuê. Tôi sợ tôi thuê VPS ấy thì kiểu cái ạc tôi đang treo bình thường này nè. Cái xong rồi lỡ mà thuê cái chỗ không đáng tin cậy ấy, người ta phá nữa, tại hồi xưa là tôi thuê của thằng em tôi. Nên là tin cậy được, còn bây giờ thằng em tôi nó không có cho thuê nữa là tôi không có tin cậy ai được hết trơn mấy ông à. Tại vì tôi bị scam khá là nhiều rồi. Mà treo mái nhà thì tôi lại sợ hư mái. Thì mấy ông cứ nghĩ đi, treo 24/24, bây giờ không treo 24/24 đi, một ngày treo 10 tiếng thôi là đã không treo lúc tôi ngủ rồi nha. Tôi online tôi xem phim làm clip các kiểu xong rồi treo đi ngủ thôi, mà treo lâu rồi mẹ cũng sợ mấy nó hư rồi. Nên là với cả là cũng lười, mấy ông treo hoài nó không ra nên là cũng lười, nên là không chơi nữa. Trời, tính ra hồi xưa tôi chơi game này cực kỳ nhiều luôn ấy. Tôi chơi từ lúc game mới ra nha, tôi chơi lên tới cái đảo mà biết gì đấy, cái đảo mà của con MH này nè. Tôi quay ra con MH Cine. Thế là tôi đánh cậu trắng khỏe re luôn, tôi chơi quá trời chơi luôn. Xong rồi tự nhiên cái tôi chán, cái tôi nghỉ, xong rồi update quá trời update luôn, cái tôi mua full Game Pass vô. Tôi chơi được tầm một tháng hai tháng nữa tôi quay được con Siret ở đây, đúng được một con Siret thôi nha. Tôi chơi quá là tôi treo 17 ngày tôi ra được một con Siret, con nào ta, hình như là con này hay gì nè. Đấy, tôi treo đã ra được đúng một con Siret này. Xong rồi tôi chán mà không, tại vì thằng em tôi mà không, nó ít Game Pass hơn tôi nha, mà nó treo tầm 8-9 ngày ra được một con, rồi tôi treo mười mấy ngày mới ra. Thế là tôi chán, tôi chả muốn chơi nữa. Cái xong cái sau này game update tôi chơi được một thời gian thì tôi cảm thấy là game bây giờ quay Siret dễ ra hơn hồi xưa. Mong có công nhận không? Mong tin không? Ba con này là tôi treo 3 ngày ra. À không, tôi treo 2 ngày ra luôn ấy. Hai con này nè là tôi treo 1 ngày ra này. Còn con này là nguyên 1 ngày ra được này. Thấy game nó dễ nhưng mà không có VPS cày cũng lười mấy ông mà. Tất cả bây giờ nó ra nhiều cái quá. Không đủ yên, để xuống dưới quay cho mấy ông xem thử nha. Chắc bây giờ chắc là tôi gà lắm rồi. Hồi xưa là tôi auto treo quay ngay chỗ này luôn mà không biết sao tôi hết cái con Siret chỗ này mong ạ. Tại con Siret chỗ này là cái con gì đó quên này. Con gì mà trong phim Ngạo Quỷ, cái con gì ta gọi là con gì đó quên này. Hồi xưa tôi cực kỳ thích con đó luôn. Đâu rồi nè, lúc đó tôi quay được tôi treo con nó mà tôi quay được con White Ripper nè. Hồi xưa tôi cầm con này là đỉnh nhất trong team luôn mấy ông ạ. Hồi xưa tôi cầm con này là đỉnh nhất trong team luôn, con White Ripper nè. Đó là nó chưa có cái quay nhanh như bây giờ đâu. Bây giờ bấm làm sao để xài cái ngôi sao ta? Bấm làm sao để xài cái ngôi sao mấy ông nhỉ? Rồi đúng à đây. Ra được mấy con mày thích gì? Ủa ra được con gì ta? Trời. Legend không vậy? Có con nào xịn xịn không? Cái này là Cine Abyss đúng không? Có con nào xịn không vậy? Sire kìa. Còn mấy con cùi không à. Thì nói chung là lý do tôi không chơi game này nữa là do tôi lười mấy ông à. Lười vãi đái luôn ấy. Tôi còn chưa cài lại map mới nữa mà. Tôi kiểu như là người tối cổ chơi game này luôn ấy. Phít đại vô con này đi. Để làm cái gì đâu. Tôi nghĩ là mốt cái game này nó sẽ ra chức năng chay thì tôi sẽ chơi lại mấy ông. Tại vì tôi thích mấy cái game mà có chay điên hơn ấy, nó mới vui, chứ mấy game mà không chay chớm vui. Ủa mấy ông đó có con gì xịn quá vậy? Tôi có con này nè.
tôi có con ngựa này, bấm nút nào để lên ta? À đây rồi. Không, tôi thích con sói hơn nè. Con sói đâu ta? Tôi nhớ có con sói mà ta. Tôi nhớ cái đợt kia tôi làm nó ra con sói mà thôi là con ngựa ta. À đây đây con sói đây. Đây 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 con sói đây. Thề con sói đẹp vậy đái luôn ấy. Nhưng mà lười chơi game này quá. Thiệt lười thật. Để tôi xem có cái gì không. Để tôi lên đắp map mới coi thử nha. Hình như là tôi đủ tiền lên map mới hay gì đó tôi cũng chả biết nữa. À không đủ hết tiền rồi. Trời. Đam tôi yếu lắm, DPS của tôi có năm mấy à? Có sao mấy B à? DPS cao nhất của tôi là bao nhiêu nhờ? Nè tất cả tiền của tôi luôn là chỉ có 321T thôi à. Mà DPS của tôi là 174 hả? Ờ đúng rồi 174 nè. Là cao nhất là chỉ có 174 thôi à. Trời ơi, tôi yếu vậy đái luôn á. Confirm. Tôi chưa làm nhiệm vụ nữa. Trời đánh rồi, để biết bao giờ xong ta. Thôi tôi quay thử một lần Go Bug nha, phải không? Quay ở đâu ta? Ở đây như là chưa có trứng đúng không? Như là chỉ kiếm chỗ nào có trứng mới quay được đúng không? Chỗ này có trứng ninja không? Trứng này cùi lắm. Kiếm trứng cao cao quay. Thằng em tôi bảo là trứng càng cao thì càng mạnh. Để tôi xem coi trứng hiện tại là trứng nào ta. Ở đây cũng chưa có trứng luôn. Ở đây cũng chưa có trứng nào luôn. Qua đây thử đi. Quay thử một cái. À đây có rồi. Nếu mà tôi quay ra được con 5% này là tôi sẽ chơi game lại nha. Tại vì quay ra con này là xịn mà không, là tôi sẽ chơi game lại. Còn không ra thì thôi. Ra con cùi thì thôi, bỏ game luôn. Ui ra được con 25% này. Cũng ngon nhờ. Ra được con 25% này. Để tôi lên tôi check xem nó bao nhiêu đam nha. Lần đầu tiên tôi ra được con này đúng không? Bình thường tôi còn ra mấy con cùi cùi không à. Có ở đâu ta? Phải đảo này ông ta. A 9 Kamiga nè. Con tôi quay được con nào nhờ? Ủa tôi quay được con nào ta? Ủa coi đây đúng không? Con của tôi quay được là con nào nhờ? À đúng rồi coi ở đây nè. Đúng không? Đúng rồi mà sao? 3, 4, 5, 6, 7. Ủa sao nó không hề A Spico đúng không? Đúng rồi bên đây. Đây đây con này. Để tôi xem đam nó. Đam nó có bằng con này của tôi. 153 là 3B5 đúng không? 153. Ui con này cùi hơn con Siret của tôi nữa. Trời ơi. Con này cùi bắp. Để quay thử coi không biết đủ tiền không. Đủ không? Không đủ, nghèo quá, người nghèo quá. Xuống dưới quay đi. Để xuống này đi. Quay ra mấy con Cine đúng không? Để tôi auto sell cái. Auto sell ở đâu ta? À đây. Tôi cũng không biết sao hồi xưa mà tôi mua full game pass game này được nữa. Uầy, tôi có máy thích này. À, được đúng. Không. Ơ như được một khi một con Siret nữa này. 1, 2, 3, 4. Ờ đúng rồi được khi một con Siret nữa này. Được khi một con Siret nữa này. Ủa. Sao ra này. Tôi quên bật cái kia. Phải bật cái gì đó, nó mới hiện cái tên đó. Quay chơi ra một con. Tôi quay chơi ra luôn à. Để che quay thử coi. Nó hiện rồi nè. Tắt thông báo, nó không hiện. Trời, để 40 giây tôi làm cái nữa nha, phải không? Tôi ra thằng con nè, ra con này nè, đúng không? Hồi nãy là, con này 141 nè. Ủa, phải không ta? Hình như là con này tôi có trước. À không, tôi lậu rồi, nó không ra đúng rồi. Đúng rồi. Ôi, quê quá. Má tưởng ra chứ. Tưởng ra, đúng rồi, con này là tôi có hai con lận, đúng rồi. Con này là tôi mới up có một con, tôi nhớ là tôi có hai con mà tôi up trước một con ấy. Con này up sao? Đúng rồi. Trời quê quá. Để quay lại cái nữa cho bớt quê mới không? Quay lại cái nữa cho bớt quê. Lỡ lần này nó ra thật thì nó lại bớt quê. Hay là anh em mình ngồi quay hết sao luôn nhờ? 71 triệu. Trời ra được đúng hai con bút ha. Còn sao để quay không ta? Cooldown 1 phút vô vậy.
Để đi vòng vòng một phút sau mình quay tiếp nha, phải không? Trời, tưởng gà chứ không ra. Quê quá. 1, 2, 3, 4, 5. Ờ, tôi đủ 5 con Series luôn rồi này. Quay Gipper. Nè, cái con này đợt trước tôi quay nè, phải không? Tôi quay trong cái dòng quay kia ấy, nó ra con này nè, của Bubba. Để canh chờ đúng 1 phút đi, quay thêm lần nữa. 50 giây nữa, gán 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 50 giây nữa. Chắc là tôi để mấy con này vô trong cái lồng kính quá ta. Thằng em tôi bảo là nó kêu tôi để vô trong cái lồng kính ấy để cho nó up level. Ủa, cái này cái gì vậy? Ủa, cái này là cái gì vậy? Oh, 750 quá, chơi thử nha, đúng không? Chơi thử. Cái gì vậy? Gì vậy? Muốn chơi sao vậy? Ủa, rồi được cái gì? Ủa, cái này để làm gì vậy mấy ông? Ủa, cái này để làm gì vậy ta? Ừ, không biết nữa. À, mấy ông biết cái này để làm gì, mấy ông comment nha, tôi không biết cái này để làm gì luôn á. Kệ đi. Quất. Không ra gì luôn. Cái lúc của tôi hiện tại là 10 chấm. Ừ, đúng 10 chấm à, không hơn được. 1, 2, 3, không ra được gì hết trơn. Ủa, thì tự nhiên tôi vô game này chi, tôi tốn Robux dữ vậy. Hồi nãy tôi mở cái này là 200, cái này 150, nó là 350. Tự nhiên cái vô game chơi cái tốn 350. Ui, bị sờ cam rồi, bị sờ cam 350 rồi. Thôi thôi, nghỉ phải không ạ? À, clip kết thúc tại đây nha. Nghỉ 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 nghỉ. Trời ơi, tự nhiên trốn tốn 350 à. Cay thật sự.